Sita. Chào mọi người buổi sáng, và hôm nay trong chuỗi lịch trình khám phá các ngôi trường đại học của Hàn Quốc, chuỗi Korea University Tour, thì tụi Lộc đã đến với thành phố Busan, thành phố của những con dốc và thành phố biển đẹp nhất Hàn Quốc luôn. Và một cái ngôi trường mà tụi Lộc sẽ gặp gỡ một vị khách mời và sẽ đến tham quan, đó chính là trường đại học Silla University, Silla Daejeo. Và ngôi trường này được thành lập vào năm 1954. Đây là một ngôi trường tư thục, và hiện tại là Lộc đang đứng trước ở cổng trường. Và phía sau á, cái bảng giáo huấn của ngôi trường á, thì ngôi trường này tập trung vào có ba cái điều mà ngôi trường này tập trung vào giáo huấn, đó chính là chân lý, thứ hai là sự sáng tạo, và thứ ba là tình thương. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về ngôi trường Silla University này nhé. Mời các bạn cùng đi theo Lộc. Chúng ta đã gặp được vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay rồi, một bạn sinh viên trường đại học Silla, người Việt Nam luôn, rất là đẹp đúng không ạ? Và mời em có đôi lời giới thiệu với mọi người. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Hoa, em đến từ thành phố Nha Trang. Hiện tại thì em đang học chuyên ngành quan hệ quốc tế ở Silla, và em sang Hàn đến nay đã được. Wow, là bạn Hoa ở thành phố Nha Trang và sang Hàn được 3 năm và hiện tại đang học chuyên ngành quan hệ quốc tế nha các bạn. Quan hệ quốc tế, em có thể giới thiệu sơ về trường đại học Silla. Anh đi xung quanh nãy giờ, anh thấy khung cảnh trường rất là đẹp và có rất là nhiều tòa. Và anh cũng lần đầu tiên đến Silla và anh cũng thắc mắc là ngôi trường này nó như thế nào. Em có thể giới thiệu cho mình biết. Thì như mọi người thấy là quan cảnh trường em rất là đẹp đúng không ạ? Được báo Korean College mệnh danh là top 10 trường có quan cảnh đẹp nhất. Wow. Và hiện tại thì trường em có 15 tòa, tương đương với lại các khoa, các ngành học, và có 3 ký túc xá. 3 ký túc xá, khủng khiếp. Trường của anh học á, thì là chỉ có 2 ký túc xá thôi, nhưng mà trường em có 3 ký túc xá là có vẻ là cũng quy mô, rất quy mô. Và trường em thì được thành lập vào năm 1954. Và Lộc cũng có tìm hiểu sơ về ngôi trường này, thì ngôi trường này xin là một ngôi trường tư thục, là ngôi trường dân lập á các bạn. Cho nên là các cái ngành học ở đây nó cũng là trường đại học tổng hợp, rất là nhiều các ngành học, chúng ta có thể đến đây chúng ta chọn bất kỳ một cái ngành học nào. Và thôi bây giờ mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó mình ngồi, vừa đi tản bộ mình vừa nói chuyện về cái cuộc sống ở trường nha, nhớ nha. Ủa rồi tại sao em biết tới trường Silla mà em chọn trường Silla? Sau khi mà em và mẹ thảo luận và quyết định chọn Hàn Quốc là địa điểm mà em sẽ du học, thì em cũng tìm hiểu nhiều các trường, tham khảo các trường ở trên YouTube hoặc là Google này kia, thì em thấy là Silla, cái giáo dục của Silla cũng ở trong hệ top. Và cái thời điểm đó em cũng không có biết tiếng Hàn, em sang Hàn rồi mới học tiếng Hàn. Và Silla thì cái chương trình mà đào tạo tiếng Hàn của Silla cũng ở trong top luôn. Là đào tạo tiếng Hàn? Dạ, chương trình học tiếng của Silla, nên là em quyết định apply vào Silla luôn. Với lại cái chính sách của trường á cũng rất là đa dạng, cho nên là em với mẹ quyết định apply vào. Tại vì theo anh biết á, lúc đó thời điểm em đi qua đây là cách đây 3 năm trước, là Silla bắt đầu có nhiều du học sinh Việt Nam rồi á, thì lúc
và em qua thì em có lúc đó có nhiều rồi, nhưng mà mình vẫn gặp những cái khó khăn đúng không? Thì em có bị cái khó khăn gì trong lúc mà em qua đây em học tiếng không? Thời gian đầu thì vì em muốn nói là em không biết tiếng cho nên thời gian đầu cũng khó khăn về chuyện mà em đi ra ngoài này kia nói chuyện, nghĩa là đúng rồi, cái khả năng giao tiếp á, mình nói tiếng Anh được nhưng mà người ta không nghe không được. Phải là ai cũng biết tiếng Anh nên là cái thời gian lúc đầu thì mình em cũng hơi bị gặp trở ngại trong việc giao tiếp. Tức nghĩa là hồi tụi anh á, bản thân anh á thì anh học ở Việt Nam một tháng xong rồi anh đi phỏng vấn. Em có phỏng vấn không? Em có phỏng vấn của thầy ở trường về Việt Nam phỏng vấn, em phỏng vấn bằng tiếng Anh. Còn tụi anh á là phỏng vấn ở đại sứ quán là rung lắm lúc đó. Trời ơi, rất là rung, nhưng mà cũng may là lần đó là đậu. Mà tiếng Hàn qua đây thì biết bập bẹ chút xíu thì cứ đi ra ngoài cũng, nói chung là lúc đầu thì rất là khó khăn trong cái việc đó thì... Em không thi kỳ thi học tiếng vì em không biết gì hết. Là vô là học luôn. Học từ đầu luôn. A B C luôn. Đúng rồi. Vậy thì em học học bao nhiêu học? Em học tiếng trong vòng 1.5 năm. Thì ở Silla thì mọi người cũng biết là nếu mà để lên đại học thì phải trải qua kỳ thi TOEIC và phải đậu TOEIC 3 trở lên. Thì em học tiếng 1.5 năm. Thì trong cái quá trình đó ở Silla họ đào tạo TOEIC xen kẽ với lại giáo trình trong sách luôn. Và em không biết là ở Việt Nam mọi người có biết sách Vitamin Hăng Cúc Co không nhỉ? Vitamin Hăng Cúc Co là một trong những cái bộ sách rất là nổi tiếng mà dành cho tất cả các học viện ở Việt Nam, là người ta sẽ sử dụng cái sách đó. Dạ, cái cuốn sách đó là do Silla biên soạn luôn. Do các thầy cô dạy tiếng ở Silla biên soạn. Ghê chưa? Có các trường ở Hàn Quốc mà nhận du học sinh nước ngoài, họ đều có những cái... họ chưa biên soạn ra được sách á, thì họ sẽ mượn từ các trường khác. Nhưng mà đại đa số các trường ở Hàn Quốc đều có sự nghiên cứu và họ làm ra một cái bộ sách dạy tiếng của trường của họ riêng. Giống như nãy bạn Hoa giới thiệu là bộ Vitamin hả? Vitamin. Thì các bạn nào đang học tiếng Hàn thì chúng ta tìm hiểu về bộ Vitamin này của trường nào Silla biên soạn thì chúng ta học. Trong lúc em học tiếng thì anh thấy là nhiều trường ở bên này người ta có những cái hoạt động văn hóa, trải nghiệm, du lịch rất là nhiều. Thì không biết là trường Silla mình nó có hoạt động gì mà thu hút du học sinh không em? Trời ơi, phải là hoạt động ở trường em rất là nhiều luôn á. Đúng rồi, nhiều anh, mà kể không hết luôn. Anh có nghe rất nhiều về Tại vì mỗi kỳ học á thì tùy vào cái mùa học nữa thì cái ngoại khóa nó thay đổi, nó khác nhau. Dự thời điểm mà em học á thì có lễ hội văn hóa, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc nè, lễ hội ẩm thực nè. Và ví dụ như vào mùa xuân á thì trường có lễ hội mùa xuân, mùa thu thì có lễ hội mùa thu, và đặc biệt là lễ hội trường. Đại khái là TH Chúc Trẻ. Các chúc chè rất là nổi tiếng. Đại khái là đa phần các trường đều có cái lễ hội này. Và các bạn qua đây á, chia sẻ nhỏ nha, là những cái lễ hội này thường là mời rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng luôn. Mà trường em mời ai vậy? Trời ơi, em mà nói là anh được có sốc nha. Trường em mời sai về luôn. Trời ơi, thiệt luôn hả? Trường em mời rất là nhiều. Ví dụ về cái năm của em á thì là mời, mọi người có biết rapper Jin không ta? Jin Simon D. Simon D. Anh thì anh không biết đó. Trường rất là nhiều. Mà trường em thì lễ hội tổ chức rất là sôi nổi luôn. Thì tất cả các trường đại học bên này á, đại đa số nó có rất là nhiều lễ hội. Có cái lễ hội TH Chúc Tre là lễ hội mà gần như là chính của trường luôn. Thì mời đa phần là những cái sao hạng B, hạng A không chứ không phải hạng B nữa. Rất là nổi tiếng mà cái đó là gần như tất cả du học sinh rồi học sinh Hàn Quốc họ đều tham gia rất là đông luôn. Cho nên là các bạn qua đây các bạn sẽ có dịp để mà trải nghiệm được cái lễ hội của trường như thế nào. Và ngoài ra thì học tiếng họ cũng có tổ chức ví dụ như cuộc thi nói nè, hoặc là văn nghệ này kia để du học sinh thể phát triển mình hơn á. Thì trong quá trình mà em học tiếng em cũng có tham gia làm MC nữa. Bởi vậy ăn nói luôn loát hơn tôi luôn, nghe chưa? Và đó là những cái trải nghiệm mà thật ra mình qua đây rồi mình mới trải nghiệm được nhiều. Và các bạn nãy giờ thì nói chuyện với bạn Hoa thì nói chuyện về cuộc sống ở trường này, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái chuyên ngành có thể là rất là hot đối với du học sinh Việt Nam, đó chính là chuyên ngành quan hệ quốc tế. Thì em có thể chia sẻ
đôi nét về cái ngành quan hệ quốc tế này ở trường Nam Sinh Lao. Mà anh thấy thường mỗi trường ở Hàn Quốc nó có một cái thế mạnh nào đó, thì có phải là cái ngành quan hệ quốc tế nó là thế mạnh ở trường này nên em chọn hay như thế nào? Dạ, cái ngành quan hệ quốc tế trường em á, thật sự mà nói là nó cũng không phải là hot ở trong trường. Trường em thì nổi bật về những ngành như là ngành hàng không, ngành truyền thông và design. Hai cái ngành mà truyền thông và design thì hiện tại du học sinh rất là nhiều. Là du học sinh nước ngoài? Du học sinh nước ngoài và Việt Nam luôn. Rất là nhiều, và nhiều đến nỗi mà du học sinh phải học riêng, còn học sinh Hàn Quốc học riêng. Tức nghĩa là có những cái bộ môn người ta sẽ đào tạo riêng cho du học sinh, du học sinh các nước luôn. Còn về chuyên ngành của em ở trường á, thì bản thân em là đã có suy nghĩ là sẽ chọn ngành quan hệ quốc tế ngay từ khi mà em học cấp 3. Và sau khi mà em học ở học tiếng á, thì cái ngành quan hệ quốc tế của em nó nằm bên trong cái tòa nhà học tiếng luôn. Cho nên là em cũng quan sát và em thấy là bên khoa quan hệ quốc tế hoạt động rất là sôi nổi. Và cái tính cách của em cũng là hoạt bát, cũng hướng ngoại nữa. Nên là em cũng chọn và em cũng tham khảo những cái tiền bối ở trên. Họ cũng cho em rất là nhiều cái lời khuyên và em cũng quyết định. Đó là cơ bản là em đã định hướng về cái ngành của mình trước khi em qua đây rồi. Là em đã có động lực, có ước mơ, có con đường từ khi em mới qua đây rồi. Với lại một cái điểm mà em thích ở cái bên khoa quan hệ quốc tế của Silla là cái hoạt động ngoại khóa rất là nhiều và có cơ hội được đi nước này nước kia để giao lưu, học hỏi nữa. Giáo sư rất là nhiệt tình luôn, mà chính sách học bổng bên khoa em cũng rất là nhiều. Đó, các bạn có thấy là có thể là ngoài cái ngành làm hướng dẫn viên du lịch á, thì cái ngành quan hệ quốc tế ở bên Hàn Quốc á, thì nó cũng rất là sôi nổi về cái vấn đề chúng ta sẽ giao tiếp với các nước và chúng ta sẽ gặp gỡ, giao lưu văn hóa với các nước, đúng không? Thông qua lời bạn Hoa chia sẻ vừa rồi. Theo như cái sự quan sát của em thì mối quan hệ của Việt Nam Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp hơn như thế, thì sau khi em học tốt nghiệp xong thì nó có cái cửa ra, cái đường ra của mình nó có rộng mở không, hay là nó như thế nào theo như em nhận xét? Thì hiện tại thì mọi người biết là mối hệ Việt Nam với lại Hàn Quốc rất là tốt đẹp, đúng không? Thì em nghĩ là sau khi mà em tốt nghiệp á, thì có rất là nhiều hướng để em lựa chọn, và em có thể nếu mà có năng lực hoặc các bạn có năng lực khi mà các bạn chọn quan hệ quốc tế, thì các bạn có thể apply vào những cái vị trí như là cơ quan nhà nước nè, hoặc là các ngoại giao và kiểu gì đó, hoặc là các cơ quan mà phi chính phủ. Nói chung là có rất là nhiều đường, các bạn cũng có thể chọn làm hướng dẫn viên. Tại mọi người trong quá trình học quan hệ quốc tế thì học về văn hóa các nước nè, chính trị ngoại giao các nước rất là nhiều. Tức nghĩa là học về cái nước nào đó, có thể mình chọn học một cái nước nào đó để mình tìm hiểu về nước đó. Nói chung là cái ngành này nó rất là bạc bát luôn, rất là sôi nổi luôn, bởi vì các bạn nào thích tìm hiểu về văn hóa, thích về tìm hiểu về cái sự của các nước, văn hóa về các nước hoặc là con người của cái đất nước nào đó, thì cái ngành quan hệ quốc tế này theo như Lộc nghĩ là nó rất là thích hợp. Và bạn Hoa đây là một điển hình, một du học sinh học tại trường Thành Sơn La. Thì bây giờ thì giống như cuối buổi, mình sẽ có một cái lời nào em gửi đến các bạn sinh viên chuẩn bị qua Hàn Quốc không? Đối với các bạn mà sắp chuẩn bị sang Hàn Quốc thì Hoa nghĩ là các bạn nên dành thời gian để mà tìm hiểu nè, cũng như là trang bị cho mình những cái kiến thức cơ bản trước khi sang Hàn, giống như là về giao thông nè, đi lại như thế nào. Và em nghĩ là các bạn cũng nên chuẩn bị một chút tiếng Hàn để đỡ gặp trở ngại giao tiếp cơ bản giống như mình. Em có cái chuyện nào mà em trong giao tiếp mà giống như lúc đầu em mới học tiếng mà em bị kiểu là không thể quên được trong cuộc đời, không thể quên được cái lần mà suýt chết? Thế là cũng không phải là suýt chết, nhưng mà nó để lại cho em một cái ấn tượng. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là lúc em không có nghĩ là, tức là em giao tiếp lúc em mới sang đó, em giao tiếp với người ta bằng tiếng Anh. Thì mọi người cũng biết là cái tiếng Anh của Hàn Quốc á, với cái tiếng Anh mà như mình nói là tiếng Anh của người ta thì là nó rất là khác. Nên là em lúc
em đi mua cái áo và em muốn đổi. Thì em hỏi là I want to change this one. Xong rồi họ ngơ, họ không hiểu em nói gì hết. Xong rồi về sau họ mới nói change. Trời em kiểu trời ơi cái sống lại anh, rồi em... trời ơi cái... em không biết cái từ đổi trong tiếng Hàn nó như thế nào. Em mệt đó. Đó là những cái mà em thấy sốc khi mà mới bắt đầu học tiếng Hàn, là cái tiếng Anh người ta hay gọi là college đó. Rất là kiểu người Hàn Quốc á, thì họ cứ nghe tới người nước ngoài là bắt đầu họ sẽ nói tiếng Anh, nhưng mà cái tiếng Anh của người Hàn nó cái về cái ngữ điệu, cái phát âm nó rất là khác so với Việt Nam, cho nên chúng ta qua đây chúng ta chỉ sống bằng tiếng Anh thì hơi rất là khó khăn trong đó cái là lý do tại sao mà em khuyên các bạn nên chuẩn bị cơ bản tiếng Hàn. Mà anh nghĩ là các bạn ở Việt Nam á, thì chắc chắn sẽ biết những cái câu tiếng Hàn cơ bản rồi. Còn thì thôi á, qua đây thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm những cái câu về hỏi giá đi đường này nọ kia. Và cái buổi nói chuyện nhỏ nhỏ của Lộc với lại bạn Hoa, trường đại học Sinh La ở tại thành phố Busan cũng đến đây cũng là khép lại. Và hy vọng lần clip này sẽ giúp các bạn có cái nhìn về trường đại học Sinh La ở Busan nha, thành phố của những con dốc và thành phố biển rất là tuyệt vời. Và hẹn gặp lại các bạn vào các clip sau. Chào tạm biệt nha.